Hôm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành đã tổ chức hội nghị liên tịch nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức với các nội dung trọng tâm như thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 và kế hoạch năm 2025, công tác thu chi ngân sách nhà nước, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Thông qua các báo cáo của Tòa án, Viện Kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung được cử tri quan tâm, tiến hành miễn nhiệm và bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện khóa 12, đồng thời thông qua các nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2025.